này trên đây nữa. Cho mọi người xem khoảng bao nhiêu phút á. Trên đây nó đã thiệt sự thích đó. Tại vì nó chứ nó khó chín à, kiểu như lâu nở. Mình chế dầu vô trước đó mọi người. Tới cái này nè mọi người, mình chỉ thích ăn kiểu nó khô vậy nè, chứ nó có nước á mình không biết sao nữa. Nó cũng là mình trên đây nha, nhưng mà nó có nước mình ít. Mình ngày lần đầu tiên mình biết ăn á, mình có mua có nước nhưng mà mình ăn không được á, cái mình sợ sau này mình mua thử lại nha, nhưng mà mai mua được đúng này á nên mình ăn được. Mà mọi người ăn với mình nha, cũng mất khoảng mấy phút đó mọi người, bốn năm phải mình
chọn. Bình thường mà nếu mình ăn mặn mình sẽ chiên thêm một cái trứng chiên á. Hôm nay mình ăn chay nha, cho nên không có trứng chiên. Mình trộn đều như này mọi người, ăn ngon luôn, thích lắm.